Ok, anh chị em có muốn tạo một cái video avatar hoạt hình giống như này không ạ? Nếu muốn hãy xem nốt video này nhé. Đầu tiên chúng ta nhấn vào phần tin nhắn nha. Thấy chưa? Đấy, sau đó chúng ta chọn một cái tin nhắn nào đó nha. Đấy, sau đó là chúng ta chọn cái phần mà có cái hình hình này này. Đấy, có cái hình emoji này. Thấy chưa? Nha. Sau đó chúng ta tạo một cái emoji mới này. Thấy chưa? Chúng ta có thể chọn màu da này, các màu da khác nhau này. Thấy chưa? Chỉnh chi tiết màu da này, đúng không ạ? Có thể chọn thêm tàn nhang nếu muốn này. Ok không ạ? Sau đó là chuyển sang phần kiểu tóc nha. Sang kiểu tóc thì chúng ta có thể chọn màu tóc này. Thấy chưa? Kiểu tóc này, màu tóc này. Đúng không ạ? Nhá. Đấy. Rồi. Ví dụ như chọn cái tóc này đi. Sau đó chọn lông mày này, lông mày rậm này, cong này. Đấy. Đây là mỏng này. Được chưa ạ? Rồi, màu của lông mày này. Được chưa? Sau đó là chọn đến mắt nhé. Mắt thì chúng ta để ý xem có những cái dấu hiệu hoặc là những cái điểm nào đó nổi bật của cái mắt, là cái đuôi mắt là sụp hay là ngang, hay là vệnh lên, mắt to hay mắt bé. Đấy. Thì chúng ta đưa vào đây. Tiếp theo đến lông mi. Đấy, chúng ta có thể chọn những cái lông mi. Được chưa ạ? Lông mi dày, dài hay là ngắn. Được chưa ạ? Hay là không có lông mi. Đó. Tiếp theo là đường kẻ mắt. Đấy, như kiểu trang điểm ấy. Đấy. Đấy, chúng ta có thể thêm các đường kẻ mắt vào để cho nó sinh động hơn. Đúng không ạ? Tiếp theo đến đầu. Đầu thì chúng ta sẽ là mặt tròn hay mặt dài hay mặt trái xoan. Đấy, đây đầu tiên là tuổi nhá. Đây là trẻ này, về già này. Đấy, về già này, đúng không ạ? Đấy, thì chọn cái trung bình này nhá. Đây là hình dạng này. Hình dạng này, mặt trái xoan hay là mặt vuông. Đấy. Đấy, hay mặt chữ điền. Đó, đấy, tùy mình nhá. Ví dụ thì chọn mặt cằm nhọn này. Tiếp theo đến mũi. Mũi của mình là mũi nhọn hay là mũi bằng hay mũi hếch, được chưa ạ? Mũi to hay mũi bé. Đấy. À, tiếp theo là khuyên mũi. Đấy, có thể là cho một khuyên, hai khuyên. Đấy, tùy, được chưa ạ? Thở oxy. Ok không ạ? Sau đến miệng. À, miệng dày này. Đấy, dày mỏng này. Đấy, răng, có răng sún. Răng vàng, răng nanh, đeo niềng. Đó, tùy mình nhá. Đấy, sau đến tai. Đây, tai to, tai bé. Được chưa ạ? Khuyên tai. Đấy, đeo khuyên tai không? Đấy, tóc phải dài quá thì không nhìn ra được khuyên tai. Rồi, đeo tai nghe hay không? Đó, tóc dài mà không thấy. Rồi, râu. Rồi, tóc mai. Tóc mai dài hay ngắn? Được chưa ạ? Nếu mà nam thì dễ nhìn hơn. Đấy, tiếp theo đến râu. Đấy, có các loại râu khác nhau. Đấy, nữ thì không cần, chủ yếu là nam thôi. Có rất nhiều loại râu cho anh chị em lựa chọn nhá. Rất nhiều loại. Tiếp theo là kính mắt. Đấy. Chúng ta có thể sử dụng kính mắt hay không, không sử dụng, hoặc là kính tròng, tròng kính, gọng kính và tròng kính. Đấy, tròng kính chúng ta có thể chuyển sang màu đen, màu đỏ. Đấy. Đấy, gọng kính thì chúng ta có thể chuyển màu gọng kính khác nhau, đúng không ạ? Đó, ok không ạ? Rồi, mũ nón chúng ta có thể thêm vào những cái mũ nón rất phong cách khác nhau nhé. Rồi, quần áo. Đấy. Đấy, chúng ta có thể các loại quần áo khác nhau. Được chưa ạ? Rất nhiều loại quần áo ở đây. Thứ hai. Đấy. Đấy. Rồi, loại thứ ba. Đấy. Mình đổi màu sắc quần áo đi một tí. Đó, được chưa ạ? À, chúng ta sẽ phối hợp rất là nhiều các cái loại quần áo khác nhau. Rồi, sau khi xong thì đang nhấn xong nhá. Rồi, bây giờ chúng ta muốn quay video thì chúng ta nhấn vào đây. Nhấn vào cái hình cái camera ở bên trái này này. Thấy chưa? Rồi, bây giờ chúng ta nhấn vào cái hình ngôi sao ở bên trái này nhá, dưới cùng bên trái này. Thấy chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nhấn vào cái phần emoji này. Thấy chưa? Rồi, chúng ta chọn một cái emoji bất kỳ này. Đấy, anh chị em thấy không ạ? Rồi, bây giờ chúng ta nhấn vào dấu X này để nó đi xuống này. Bây giờ chúng ta nhấn một cái thì nó chụp ảnh nhá. Bây giờ chúng ta muốn quay video ấy thì chúng ta nhấn giữ, rồi chúng ta kéo sang trái hoặc kéo sang phải một chút. Đấy, anh chị em nhấn chụp lại. Nha, nhấn giữ
kéo sang phải một chút. Đấy, anh chị em nhìn thấy bên trên nó có bắt đầu ghi hình này. Đấy, bắt đầu 0506 này. Đấy, tức là dây đang chạy nha. Dây đang chạy là ok nhá. Được không ạ? Sau đó chúng ta nhấn cái phím tròn ở giữa này để chúng ta dừng này. Ok không ạ? Đó, sau đó chúng ta nhấn vào gửi. Đấy, chúng ta nhấn vào gửi ở đây. Nhấn vào gửi màu xanh xanh này. Đó, nó sẽ là gì ạ? Nó sẽ đang tạo phim. Rồi, sau khi mà tạo phim xong thì nó sẽ tự động gì ạ? À, tự động gửi đến đây cho mình, được chưa? Đấy, mình có thể xem lại. Đấy, hoặc là mình anh chị em muốn lưu về mình nhấn giữ này. Nhấn giữ này. Đấy, nó có đấy. Lưu này. Anh chị em nhìn thấy đấy, bên trên nó có bắt đầu ghi hình lưu này. Đấy. Thì nó sẽ tự động lưu vào trong cái phần hình ảnh của mình. Đấy. Đó, tự động lưu vào phần hình ảnh của mình nhé, anh chị em nhé. Đó, chúng ta nhấn vào đây chúng ta có thể xem lại.